Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn. Các em thân mến, trong chương trình tiếng Việt lớp 2 chúng mình đã được học những dạng câu nhờ vả, đề nghị. Khi học xong các dạng câu này, chúng mình gọi đó là câu khiến. Câu khiến hay còn gọi là câu cầu khiến là một khái niệm không quá xa lạ với chúng mình, đúng không nào? Trong video ngày hôm nay, các bạn sẽ đến với một nội dung còn lại của bài học Nghệ nhân bát tràng, đó là các phần luyện từ và câu và vận dụng. Trong phần luyện từ và câu, các bạn một lần nữa sẽ gặp lại câu cầu khiến với những bài tập thú vị, vừa ôn lại kiến thức cũng như vừa mở rộng kiến thức với những dạng bài tập nâng cao. Vậy còn chờ chờ gì nữa, chúng mình sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên ngay thôi nào phần thứ nhất luyện từ và câu bài tập đầu tiên tìm từ ngữ biểu thị ý cầu khiến trong mỗi câu dưới đây một bài tập vô cùng đơn giản đúng không nào vận dụng vào những kiến thức đã học hãy tìm sức cô nhé đề bài cho chúng mình ba câu bạn hãy đi cùng chúng mình nhé chúng ta cùng hát lên nào Em nên tô theo các nét đã vẽ. Đầu tiên, trong câu bạn hãy đi cùng chúng mình nhé, từ biểu thị ý cầu khiến là hãy, thể hiện ngữ điệu đề nghị. Ngoài ra, trong câu còn có từ nhé, đây là một khẩu ngữ đặt cuối câu có ý nghĩa nhấn mạnh vào lời đề nghị, tạo sự chú ý khi người nói thực hiện hành động nói. Ở câu chúng ta cùng hát lên nào, từ ngữ biểu thị ý cầu khiến đó là nào đứng ở cuối câu cuối cùng chúng mình có câu em nên tô theo các nét đã vẽ từ ngữ biểu thị ý cầu khiến là nên đứng trước từ ngữ chỉ hoạt động tô theo một lần nữa chúng mình nhớ rằng câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như hãy đừng chớ đi thôi nào hay ngữ điệu cầu khiến ra lệnh yêu cầu đề nghị khuyên bảo bài tập tiếp theo các bạn sẽ chuyển các câu kể dưới đây thành câu cầu khiến chúng mình có các câu kể là bé tô màu bức tượng chúng mình đi xem xét các em chọn màu sắc phù hợp với bức vẽ để thực hiện bài tập này các bạn cần nhớ lại những kiến thức như câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như hãy đừng chớ đi thôi nào hay ngữ điệu cầu khiến dùng để ra lệnh yêu cầu đề nghị khuyên bảo khi viết câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm thang với hai nội dung quan trọng này thì chúng mình cùng đến với phần làm mẫu của cô nhé với câu bé tô màu bức tượng cô có thể viết lại thành câu cầu khiến như bé hãy tô màu bức tượng nhé như vậy trong câu cô đã sử dụng từ cầu khiến là hãy và dấu chấm thang đứng cuối tương tự như vậy với những câu còn lại, các bạn hãy thử thực hiện bài tập sau để chọn ra câu phù hợp nhé. Với câu kể, chúng mình đi xem xét, chúng ta có thể viết thành câu cầu khiến như Chúng mình đi xem xét nào. Trong câu này, cô sử dụng từ cầu khiến là nào và dấu chấm than đứng cuối. Với câu kể, các em chọn màu sắc phù hợp với bức vẽ. Chúng mình có thể viết thành câu khiến như sau: các em nên chọn màu sắc phù hợp với bức vẽ nhé. Vậy thì trong câu này cô đã sử dụng từ câu khiến là nên và dấu chấm than đặt ở cuối câu. Ngoài ra các bạn cũng có thể tự viết câu cầu khiến từ những câu kể trên nhé. Bài tập kế tiếp các bạn sẽ đặt một đến hai câu cầu khiến để mượn bạn một quyển sách hoặc là xin phép bố mẹ cho tham gia một câu lạc bộ ở trường. Tùy vào từng trường hợp cụ thể các bạn có thể viết câu cầu khiến cho phù hợp. Như với trường hợp thứ nhất, mượn bạn một quyển sách. Chúng ta có thể sử dụng câu cầu khiến: Bạn hãy cho tớ mượn một quyển sách nhé. Với trường hợp thứ hai, các bạn hãy giúp cô chọn ra một câu cầu khiến phù hợp nhé. Với trường hợp thứ hai, các bạn có thể sử dụng câu cầu khiến Bố mẹ hãy cho con tham gia một câu lạc bộ ở trường nhé. Ngoài ra, các bạn hãy thử tự đặt câu cầu khiến cho mỗi trường hợp miễn sao câu đúng trong cách viết, trong cách sử dụng các từ cầu khiến và thể hiện được thái độ lịch sự khi giao tiếp là được các bạn nhé. Phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ đến với nội dung vận dụng. Các bạn sẽ nói từ 1 đến 2 câu thể hiện cảm xúc của em khi thấy một sản phẩm gốm bát tràng đẹp và ca ngợi nghệ nhân bát tràng. Như vậy, với đề bài yêu cầu, chúng ta sẽ nói những kiểu câu thể hiện cảm xúc và câu ca ngợi. Các bạn trước khi muốn thực hiện câu nói thể hiện cảm xúc về một sản phẩm hay ca ngợi về một nghệ nhân, các bạn phải xác định được sản phẩm mà mình muốn nói là gì và nghệ nhân mà mình muốn nhắn đến thì họ làm trong lĩnh vực nào. Bây giờ hãy cùng với cô đến với một vài ví dụ sau đây. Khi muốn thể hiện cảm xúc của em với một sản phẩm gốm bát trang đẹp, chúng mình có thể nói như sau. Cái bình gốm này đẹp quá, hay là chà, cái lọ hoa đẹp quá khi muốn ca ngợi nghệ nhân bát tràng chúng mình có thể nói những nghệ nhân làng gốm bát tràng thật khéo tay hoặc có thể nói những nghệ nhân bát tràng có đôi tay thật tài hoa không biết rằng các bạn học sinh của cô có những câu nói nào hay thú vị hơn hay ý nghĩa hơn hãy chia sẻ cùng cô và các bạn nhé khi nói ngoài việc ca ngợi thể hiện cảm xúc chân thành các bạn còn cần sử dụng cử chỉ hành động nét mặt để thể hiện tình cảm của mình nhé bài học của chúng ta đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài học khác